Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xù xí xọng và bao bé bỏng. Thì ở vụ án bánh bim bim siêu bỏng vừa rồi, bé Thảo sau khi ăn bánh bim bim bè dè siêu rẻ thì đã có dấu hiệu bị đau bụng đó cả nhà. Thì liệu rằng câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì mời cả nhà đón xem ở tập 2 này nha. Trời ơi, ngon quá mọi người. Ăn sắp hết rồi. Ở diễn biến của tập 1 vụ án bánh bim bim siêu bẩn, em Thảo đã bị ngộ độc thức ăn nên đã ngất xỉu rồi đó cả nhà. Thì lúc này á, chỉ còn có Su với Bông ở cạnh em Thảo thôi. Ủa, chết rồi, cái chuyện gì xảy ra vậy ta? Ủa sao mà Su Bông tự nhiên với lại Thảo nó xỉu vậy? Su, sao mà chị Thảo chị bị vậy? Trời ơi cả nhà, Su nói là chị Thảo ăn cái bánh nó bị bệnh đâu. Đây mọi người, Bông á nói á là hồi nãy là chị Thảo ăn cái bì bánh gì ở trong đây nè, cái bây giờ chị Thảo bị xỉu, chứ mình nghi á là bé Thảo bị ngộ độc thức ăn rồi. Chắc chắn là trong đây là đồ ăn dơ hay cái gì nè, là bé Thảo bị đau bụng nè. Mình đã dặn bé Thảo rồi là không được ăn đồ ăn ở ngoài đường rồi, mà bây giờ là ăn như thế là tiêu rồi. Được rồi, đi hay nhanh chóng lên. Cái gì bây giờ á, tự nhiên mình lên trễ, cái giờ bé Thảo bị đau bụng rồi. Nhanh lên đi về thôi Bông, nhanh lên. Không biết á là con bé Thảo nó ăn chúng cái gì nó bị vậy nữa. Ok cả nhà, bây giờ là mình sẽ đưa bé Thảo về nhà cả nhà. Còn đây là cái bì mà gọi là vật chứng mà đã làm cho bé Thảo bị đau bụng, bây giờ mình phải giữ lại để có gì mình điều tra. Ôi về giữ vô, về nhanh. Sau khi mà về tới nhà thì cô bác sĩ Su xí soạn đã có mặt để có thể chữa trị cho chị Thảo khi mà ăn phải bánh không có đảm bảo chất lượng nên đã bị ngất xỉu đó cả nhà. Nhanh lên thôi, chuẩn bị hết chưa? Đây. Đúng rồi. Bác sĩ Su, bác sĩ Bông đang ngồi chờ bệnh nhân tới. Ôi chết rồi. Cẩn thận, cho Thảo nó xuống. Đúng rồi, Hiền, nãy anh thông báo với Hiền là con bé Thảo á là nó ăn trúng đồ ăn bẩn hay sao á, nó xỉu rồi. Chết rồi Thảo ơi. Nè Hiền, thấy không? Đập mặt Thảo. Thấy không? Không dậy luôn, chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bé Thảo là nó. Bác sĩ Su đang khám gì hay? Su á đang lo á. Nghĩ sao á, Hiền đi học anh đã dặn rồi là không được ăn đồ ăn của người lạ. Mà không hiểu sao á, cái thằng nó dụ sao mà ăn vậy đó Hiền, bây giờ đau vậy đó. Vậy nó bị ngộ độc thực phẩm rồi. Để cho bác sĩ Su bắt mặt đi. Ok. Ok cả nhà, bây giờ mình cùng với bác sĩ Su và bác sĩ Bông sẽ tiến hành khám cho bé Thảo để biết rõ nguyên nhân tại sao bé Thảo lại bị ngất xỉu cả nhà. Bây giờ sẽ tiến hành bắt mặt cho bé Thảo. Bác sĩ Su, bây giờ bác sĩ Su sẽ bắt chỗ cái mắt tay này nha. Đây. Đó. Đây là chỗ cái mặt, đây là mặt cần bắt nè. Bây giờ bác sĩ Su sẽ đặt tay lên. Đó cả nhà, bác sĩ Su đang nghe thử là mặt đập mạnh thì yếu rồi cả nhà. Sao rồi Su? Ôi, mặt của bé Thảo giờ đang hơi yếu. Đó, cả nhà này không? Su đang nghe nhịp tim của bé Thảo đây. Sao rồi Su? Sao rồi? Ok cả nhà, nhịp tim là 80/100 cả nhà. Bây giờ mình sẽ ghi lại những cái thông tin mà bác sĩ Su nãy giờ đã nói nha. Ok, bị bệnh, ngộ độc thực phẩm cả nhà. Ok. Thì bây giờ á là mình sẽ bắt đầu thay chị Hiền để có thể tiến hành chữa trị bé Thảo nhanh chóng nhất có thể để bé Thảo qua được cái cơn đau bụng này nha cả nhà. Thì theo Su nói là bây giờ phải tiến hành nhanh từ các bước. Thì đầu tiên là phải đo huyết áp. Thì đây là cái máy đo huyết áp này, anh Xe đã chuẩn bị rồi. Thấy chị nhà thấy không? Nè, bé Thảo nó nổi mà nó xỉu mà đừng coi tay nó nè. Đó. Bây giờ có một cách dân gian anh nè. Ai mà bị ngộ độc thực phẩm thì giơ tay lên là tay sẽ giữ im. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Dạ không. Và đây là cách xác định nhanh nhất á. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà bé Thảo mà ngộ độc thực phẩm là nó sẽ giữ im luôn. Đúng rồi. Giơ tay bé Thảo lên thử. Hỏi hai họ đi. Ờ. Bé Thảo có bị ngộ độc thực phẩm không? Bé Thảo có bị ngộ độc thực phẩm không?
Nếu mà ngộ độc thiệt á là nó sẽ bỏ tay lại ngay liền. Ờ, tay không bị rớt xuống đó. Ôi rồi, trời ơi. Vậy là đúng luôn. Đúng là chắc chắn là bệnh đó rồi. Đúng rồi, chắc chắn là bị ngộ độc thực phẩm đi rồi. Trời ơi, mọi người biết hẹn cho lên thay. Chết chết nè, cả nhà coi này mà cho coi lại nè, chứ không phải mà nói thiệt nó sạc đâu nha. Ví dụ mà không ngộ độc thực phẩm á là nó sẽ rớt tay xuống nè. Đó, thấy không? Không ngộ độc thực phẩm nè. Đó. Nếu mà ngộ độc thực phẩm thì là sẽ đứng yêu nè. Có ngộ độc thực phẩm thì gì không? Đây không? Trời ơi. Đây nè, ngộ độc thực phẩm thì á là sẽ bỏ tay thẳng nè. Đúng luôn, thấy chưa? Chịu chuyện như lên thay. Đúng rồi, bây giờ thôi, bây giờ thấy không? Cái này tiện ghê á, nó đứng yên mình tự khỏi luôn, mình khỏi phải làm gì hết. Bây giờ sẽ đo huyết áp cả nha. Rồi. Rồi xuống. Xuống tiến hành coi, bấm vô. Rồi ok cả nha, bây giờ bắt đầu máy nó chạy nè. Rồi. Rồi bây giờ đo huyết áp. Ok, huyết áp đang... Huyết áp ở máy vậy hai? Huyết áp nó đang bị tụt cả nha. Vậy là đúng rồi. Bây giờ phải nhanh chóng dừng chạy biến thảo luôn cả nha. Rồi, ok, rồi. Bây giờ á, theo những cái gì á, bây giờ mình là mình không biết. Bây giờ mình phải hỏi bác sĩ Su. Tại vì Su là rành lắm cả nha, Su là bác sĩ nè. Đó, Su đứng cái nào. Rồi Su, anh hỏi nè. Bây giờ biến thảo như thế này thì bây giờ chữa trị sao? Chữa trị sao? Ha. Rồi, nhanh chóng lấy các loại thuốc mà đang có bỏ vô mọi bế thảo thì may ra thì bế thảo sẽ hết đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ điều chế thuốc nha cả nhà. Xô đây, xô nhanh được thôi. Đây cả nhà, đây là những cái thuốc mà của xô hiện đang có. Thì đây là thuốc của xô, nhưng mà canxi của xô, nhưng mà nếu mà điều chế đúng á thì nó cũng sẽ ra thuốc giả nha cả nhà. Còn đây là thuốc dầu cá đó, có thể bổ sung được kháng thể để vượt qua được cái cơn đau bụng này. Đó rồi, cái đây là cái gì nè? Cái gì đây, cái gì cũng cái... Sụn cá mập. Cái này là thuốc sụn cá mập. Đó, khá rất là xịn luôn. Còn cái đây á là nước rửa mắt của Su, phải không? Trộn lại là chắc chắn này sẽ ra được liều thuốc. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành. Rồi xuống đó. Lấy cái gì tiến hành đây ta? Rồi, ok, bắt đầu. Đây cả nhà, đây là thuốc nè, bỏ ra một thứ gì thôi. Bây giờ mình sẽ đâm ra nha cả nhà. Ok. Đã thành bột rồi. Thành bột rồi. Bây giờ chị đổ cho mọi biết hẻm như vậy nha. Rồi ok rồi đó. Bây giờ phải đợi 5 phút thì bắt đầu á là coi thử thuốc nó có hiệu quả hay không. Nếu mà có hiệu quả là thầy sẽ tỉnh, còn nếu không á là mình phải điều chế thuốc khác đó Hiền. Ok, thì bây giờ bắt đầu anh sẽ tiến hành phân tích xem thử là những cái bánh mà hôm qua biết Thảo ăn thì nó có cái gì mà làm cho Thảo bị đau bụng nha cả nhà. Thì đây là những cái gì mà còn sót lại khi mà anh tên gặp biết Thảo á Hiền. Đó, đúng rồi, đây con Su. Đúng rồi, Su nói đúng cả nha. Ok. Không, nè, cả nhà không? Mình sẽ soi. Bây giờ mình sẽ soi với kính hiển vi đi. Su ăn cái hai. Không được. Bây giờ cả nhà, cái điện thoại của mình á là nó có zoom đến gần 200% luôn. Nên bây giờ mình có thể zoom sâu vô để mình xem nữa là trong này nó có vi khuẩn gì. Rồi, bắt đầu sẽ tiến hành nè cả nhà. Đó, mình sẽ đặt cái mẫu thí nghiệm lên đây. Bắt đầu này mình sẽ zoom lên nè. Đó. Ok. Trời ơi. Trời ơi ơi. Nó quá trời vi khuẩn này luôn. Hèn gì biết thầy bị ngộ độc rồi, đúng rồi. Trời ơi, vi khuẩn mà nó nổi mà nó lóc tóc nó bò luôn Yên. Thế á, nhìn bên ngoài á thì nó chỉ là một cái bánh bình thường thôi, nhưng khi mà anh zoom vô sâu á thì anh lại thấy vi khuẩn nó rất là nhiều luôn, mà những con vi khuẩn này là còn những con vi khuẩn độc hại thôi đó. Vì vậy nó biết hại nó bị đau bụng là đúng rồi. Ai bán cho biết hại mấy cái bánh này vậy chơi? Uống thiệt cái chứ bà quen ơi, cuối cùng á lấy hai đi đâu hai? Anh đi lấy giấy xét nghiệm đó, bởi vì định hả? Đúng rồi nè Hiền, coi nè, nó ghi nè kết quả là bị nè ngộ độc thực phẩm này Hiền. Rồi ở trong đồ ăn là nó có chứa các con vi khuẩn rất là độc hại, có thể gây đau bụng, nếu không chữa trị nhanh thì có thể là sẽ bị xỉu trong thời gian dài.
ghê không? Rồi vậy là chính là cái bằng chứng về những cái bánh bẩn cả nhà mình đã đưa đi xét nghiệm, và cái chữ ký của bác sĩ là xác định cái bánh này là nguyên nhân mới làm cái thảo ra đau bụng đó cả nhà, thấy không? Có chữ ký bác sĩ luôn nè đó. Rồi ok, nhưng mà hiện tại nãy Huyền coi là bé Thảo nó tỉnh chưa? Chưa hai. Hiện tại á là đã qua 10 phút rồi nhưng mà bé Thảo nó vẫn chưa tỉnh. Thì mình chắc chắn luôn là cái thuốc vừa rồi nó không hề có tác dụng. Thì bây giờ chỉ còn nhờ tới số Huyền cái thuốc này là không chữa trị. Nhưng mà mình anh cảm giác á là bé Thảo nó càng ngày nó càng tím tái cả nha. Su nhanh chóng á, Su chạy xuống phòng của Su. Xong rồi á, Su lục, Su lấy cho anh cái liều thuốc mà gọi là liều thuốc mà đặc biệt của Su á, đeo lên tiêm cho bé Thảo để bé Thảo hết bệnh nha. Thôi, đi xuống mẹ đi. Thì lúc này để có thể cứu và chữa trị được cho chị Thảo thì Su đã nhanh chóng chạy xuống phòng ngủ của mình, nơi có chứa một liều thuốc có thể chữa được bách bệnh đó cả nhà. Thì liều thuốc này chỉ có một liều duy nhất thôi, và Su đang giấu ở dưới gầm giường của mình. Sau khi lấy được liều thuốc cần thì Su liền nhanh chóng mang lên cho anh Sen để có thể tiêm cho chị Thảo, giúp cho chị Thảo tỉnh lại đó cả nha. Đúng rồi bác sĩ Su. Rồi bác sĩ Su, ok. Cả nhà ơi, Su đã mang đến phương thuốc bí kiên của Su. Trời, cái ông tiêm này, ông tiêm siêu to siêu khổng lồ, tiêm một cái rồi là sẽ tỉnh lại ngay luôn á cả nha. Bây giờ mình chỉ hỏi Su là sẽ tiêm cái ông tiêm này ở đâu nha cả nha. Su ơi, bây giờ mình sẽ tiêm cái ống tiêm này ở đâu để nó phát huy hiệu quả nhất. Su nói là tiêm vô miệng cả nha, để cho bé Thảo uống được cái liều thuốc giải đây là bé Thảo sẽ tỉnh lại ngay luôn. Ok cả nha, bây giờ Su sẽ tiến hành banh miệng của bé Thảo ra để mình tiêm nha cả nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái không khí này ra nghe cả nha. Ok, bây giờ chuẩn bị tiến hành tiêm đây. 2, 3, tiêm. Chết rồi, bé Thảo bây giờ đang ngất xỉu không thể uống được. Bây giờ mình phải đút sâu vô để mình tiêm cho bé Thảo uống cái thuốc này nghe nha. Đó thì ok cả nhà, thì liệu rằng phương thuốc này có thể chữa trị được cho chị Thảo hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha. Và ở tập tiếp theo anh Sen đã có thể truy tìm ra được cái đối tượng bán bánh bim bim bẩn làm cho bé Thảo bị đau bụng luôn đó cả nhà.